sáng sớm xem cái cốc nhiều quả. Cái cốc này bao tiền bác? Cốc của ấy à, đồng chị Cương à? Anh quay thế nào muốn quay em lên hình. À, bận quá. Muốn quay mở tới tới. Thế hôm nay ra lấy cây là vừa. 4 quả, 5, 6 quả. Đây có một chùm nữa đang ra. Cái cốc này bao tiền mà? 12 triệu. 12 triệu. Cốc Thái nhỉ? Nó mấy nhiều quả chứ? Cốc hoài. Cái cây kia có quả mang đi. Chở là vỡ mất chậu cây kia. Anh em khơi như thế này nó. Nhưng mà cây này thì bao nhiêu tiền? Con này à? Con này 8 triệu đấy. 8 triệu. Còn kia vỡ chậu. Vỡ chậu 18 triệu. Nhà mình từ đây rồi vào đâu? Đây là của anh Tĩnh. À. Em có hai hàng. Đấy. Đó là. Hai anh em. Ra đồng nước. Ui dồi, món quà trước này xin được. Quả này phải nhét túi ngay không? Tất cả thất ra thì cũng là phí luôn. Đấy, cứ vận vận này. Dạ rồi. Đôi khi mà có công. Cảm ơn bác nhé, để làm chi tiết tí. Anh Tĩnh với lại bác gì đấy, quên Toàn gì đấy, bán được cây này. Đó, cái cho mình đồng uống nước. À, ui cái này nhìn khác quá, sao mà không nhận quá ra. Khác. Nó phải khác nhiều. Vừa cây vỡ mất chậu. Rồi. Nhanh thế nhỉ? Nhanh. Cách đây có gần tháng mấy, gần tháng mới gặp hôm nay. Để xem hôm nay là. Ra kia. Đấy. Hay đấy. Ra rẻ sáng chùa nhé. Đó. 8 triệu à? Con này là 18 à? Còn đâu? Con này 25. 25. Bán nhầm chết. Nhầm. Sạch sẽ sáng sủa nhanh nhỉ? Sáng sủa nhanh ấy. Nuôi có ăn uống cái gì đâu mà tốt thế. Nhanh ấy nhỉ? Nhanh. Cái cây mà nhiều đầu hôm trước đây này nhưng mà bây giờ nó hơi tốt, hơi khó nhìn nhưng mà nó là cây đẹp. Cây đẹp. Cây đẹp. Đấy. Khó nhìn. Hoàng chậu này. Đấy, vỏ lạc này. Nó nhìn thấy vỏ lạc à? Vỏ lạc. Vỏ lạc tốt cây lắm. Khủng long. Khủng long. Đây nhìn cái cốc này là thấy ngon. Ba vai. Nhiều tiền lắm nhỉ. Cây nhìn chăm tốt nhé. Phân này. Phân này thì biến cả mấy. Mới thay cho sang đây đi. Vào bờ bác lại đi luôn à? Vào bờ mấy hôm? Vào bờ được 2 hôm rồi. Hồi hương. Tuần rồi em đi xa lắm rồi. Lên còn khả năng để chơi. Xa lắm. Đi xa lắm rồi. Cái này là cây cũ. Anh Hiếu này có mang cây nào không? Mình có mang mấy cây. Đâu có, tao cho mấy buồn. Nay có vẻ lại hơi vắng đi nhỉ? Bớt người quê là được. Quê này thì bao nhiêu tiền? Quê này nhiều. 14 triệu. 14 nhỉ? Quê này hôm qua mới báo rồi. Cái gì cơ? Quê này hôm qua mới báo giá rồi. Còn quê kia cũng thế. Đấy, đang chờ người ra lấy. Món dần, món nhanh, món gấp, món vui đấy. Hôm ngoài cũng ghê này. Hôm ngoài như hôm trước ông đục đục thì sao nhỉ? Đây con này thì
nhiêu nhỉ? 15 à? Cái này 17. Số đẹp đấy. Ừ. Cục nhiều đầu. Đây con này hay này. Con 15 này thì nuôi thì ngại, con này dễ chịu này. À, mặt trước cũng hơi khó. Đấy. 17, 15. Con số lẻ này đẹp đấy. Mặt chắc chơi mặt kia. Nhiều đầu quá, nhiều đầu. Đấy, mặt này hay hơn. Toàn là cướp lợn. Chợ sớm, chợ sớm. 8 giờ rồi. Bác cả này vẫn trung thành với cái những cây nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Và các bác là giá rổ nó cũng chỉ tầm vài trăm nghìn một cây thôi, sẽ đến cùng lắm là trên 1-2 triệu. 1-2 triệu để các bác xem. Ra đây chọn với những cây này thì các bác ra xem thì tốt. Nhiều cây, nhiều cây. Nhìn này cắn nó phát nhỉ. À, nhìn này, cắn nó phát. Vợ em nó ăn thua được cái lứa trước, vợ em nó toàn chơi. Tập này là chưa chín đâu, còn non. Non. Này ăn cả hạt. Non. Ăn cả hạt. Gốc thái này nó chưa sai quả lắm. Vệ dễ sạch sẽ nhỉ. Chơi cây có trái thích. Đáng quả lắm. Đấy. Hết tuần này, xong này lại nảy phát ra. Giống này là thế. Chứ cốc ta thì lại chậm hơn, cốc thái này nhiều. Quả bé tí bằng này nó không có quả. Cái này thu vừa là đẹp. Cái này mặt này đẹp quá nhỉ. Mặt này đẹp. Nó giống cái cây của anh Dũng thì có bắt được anh bán. Nhưng mà tất nhiên cây kia nó mịn mà. Nhưng mà cái dáng nó form. Cái dáng nó có form là cái gì? Con kia nuôi không này, con to này, con ấy chưa vào giá, đấy là bao nhiêu? Với 30, 30. Tóc. Tí nữa để xem thôi. Này thì trâu chảy. Hai người bê vẫn nặng nhỉ? Hai người bê. Con phân lợn chắc nhẹ. Cái nó nặng của cái chậu. Chậu. Chậu này chậu xi măng. Con này ngọn, đối ngọn, đối ngọn. Con người cao tổng thể sau hoàn thiện 50 phân. Rộng, rộng cả mét. Rộng 70 phân. Rộng 70-80 phân. Con này đúng khúc đẩy nó ngọt cho nên là đẹp. Khủng long bảo chúa. Đây, mùng quê ở đây. Hàng giấu kín trên này này. Nhìn nó bách cái gì, nó bách. Xanh đặc trưng của xanh quê cái dòng lá này các bạn. Đường lá hơi dài dài này chút các bạn. Là bách. Này nhìn cái này thôi nhưng mà nhặt hết những cái vách này trước đây ấy, vách này nhặt chặt phải hết bùi vách nó bết và nó bó vào nhau khủng khiếp đấy, cứ cắt đứt đi. Bây giờ nó còn gọn này dưới thì là chắc nhìn nó cũng bẩn lắm. Ui rồi. Cho anh vượt ba ghế đi nhé. À. Ngồi cho nó mát.
Gì? Dân nuôi. Gì nuôi? Con này hoàn thiện 20 phần. Cũng rụt dịt đấy. Rụt dịt đấy. Đấy, mới nó hở cái này ra đẹp. Đây chắc. Đây chắc hàng giá rẻ đây. Con này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Giá nó hợp lý để làm ví luôn. Nuôi là có tiền có công. Nếu mà không bán thì không có đồ chơi hay. Cái này nó mới lên thôi chứ còn nếu mà nó cái này mà lâu rồi thì ngon. Con này cơ bản năm nữa là bên. Đấy, cơ bản bên là bên. Nó được cái bệ. Kiểu như nó mới ở đất lên được ra thì bệ biết nó còn mới thu. Sau này nó hay nó đang bị non lại. Con này mà lên chậu thời gian là ra nó khác này. Mới có thời gian mà lại trông ra nó đã hồi. Cách đây có hôm trước con trồng lóc ở đây mà mang lên. Hôm nay có thằng chốt 18 năm mà không đi. Nay nhất nhìn thấy là vậy sướng. Hôm trước nhìn nó còn hơi bẩn bẩn. Ok, xong gian hàng của bác. À quên, có đọc lại số không cho nó. 097 515 6620 6620. Đấy, liên hệ với nó để hỏi cây nhé. Có heo của Trung Dâu này. Trung Dâu thì có số rồi các bác nhé. Đang ngồi uống nước kia. Tiền nong thì không biết bao tiền nhưng mà đại loại rẻ thôi. Phổi. Phổi quẩy. Phổi xuấn quẩy. Phổi xuấn quẩy đây. Một cây đây là cái túc rồi. Đây là cái túc, cái thị cái túc nhé các bác. Đấy, lá túc cây này rõ ràng luôn. Thân tím, thân túc tím, thân sộp thì đây, cây này là cái sộp. Nó không được tím bằng, cây này tím hẳn rõ luôn. Và cây thân tím trong búp lại rất là hồng, hồng hồng rõ luôn ấy. Còn cái cây mà sộp kia thì thân nó không tím lắm nhưng mà búp lại cái tím. Đấy, đại loại như vậy. Cành trâu. Cành trâu này hay đấy chứ. Đấy, cành trâu đắng làng đắng xóm. Chẳng xoay nữa vì nó hơi lắc lư. Cái khai thác của nó dòng này nó không dễ, nó chỉ thế thôi. Nó khỏe lắm. Đấy, có hai con quẩy ngự hai bên này. Đây cây hiếu. Hiếu. Thôi, kết thúc phiên chợ. À đây, sang đây tí nữa cho nó vui. Có đầy đủ. Nhìn nhân này nhiều cây quá. Cây ngũ sắc này hoành tráng ấy nhỉ. Vâng. À. Xe này là của anh nhỉ? Đây. À kìa. Ngũ sắc này bao nhiêu tiền anh? 7700. 7700. 7777. Này dễ về 77 lắm. 77. Đấy, Khánh bảo rồi đấy. Đấy, chân ngu cục chưa? Ghê chưa? Ủi nắng quá chắc không chịu nổi luôn. Sờ lên đầu bỏng tay. Sung xốp đi rồi hai cây rồi. Sung xanh si nhiều lắm. Đây là cây của bác Liệu. Cứ ra chợ là gặp được các bác nhé. Mấy bác bán rong này. Bia xe xa xa cái cây của Hạ. Còn mấy bác làm ăn lớn hơn thì ở đây những cái chất lượng như này. Khách hàng nhiều mà, các thể loại khách hàng. Rồi, toàn cảnh phiên chợ hôm nay các bác nhé.